Báo nãy giờ mấy anh không hiểu hả? Bên em là live trực tiếp nha. Có live riêng nè, có live tập thể, có live đôi một nam một nữ quan hệ cùng cho mấy anh xem. Em live trực tiếp ở bên Zalo, mấy anh chỉ cần chuyển cho em 100, em sẽ đưa mọi người vô nhóm của em. Khi mà vô nhóm của em rất là đông thành viên và rất là đông người luôn, nên là anh nào đăng ký xem thì cứ nhắn tin qua bên Zalo cho em. Bao uy tín, bao phê, bao sướng nhá. Ý anh nói có lưu video không đó? Hên xui anh ơi, tại vì bên em mà live trực tiếp mà hầu như là có lưu video lại nhá. Có lưu video anh nhá. Ví dụ như hôm nay anh bận, anh không xem được thì ngày mai anh vẫn có thể xem được. Nhưng mà mình xem trực tiếp khi nào vẫn ok hơn anh ạ. Bên em là live trực tiếp nên là em khuyến cáo mấy anh nên xem live trực tiếp hơn nhá. Còn xem video hơn, mấy anh tốn 100 ngàn làm gì? Mấy ông lên mạng mấy ông coi phim cho khỏe, đúng không? Ngu gì bỏ cố mất 100 ngàn. Bên em khuyến cáo là bên em live trực tiếp, không phải gửi video nha mấy anh. Em nhận tiền của anh Nguyễn Văn Lê rồi. Anh ơi em gửi cho anh cái đường link, anh nhấp vô cái đường link tham gia giúp em nha. Xem em làm sao anh vô được, chỉ cần nhắn tin qua bên Zalo cho em hướng dẫn. Nhắn tin bên Zalo em hướng dẫn. Chuyển khoảng 100 vô lớp xem 30 ngày, mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Đây, mấy anh thấy không, người ta chuyển cho em 100. Em gửi cho người ta cái đường link lớp của em. Đấy, khi mà vô lớp của em xong, mấy anh vô ha hồ hỏi những người trong đó, có phải là ngày nào bé này cũng like đúng không anh em? Bé này có uy tín không anh em? Mọi người cứ vô đấy hỏi cho em. Cứ thiệt mấy ông luôn, có 100 ngàn có bằng một bữa nhậu của mấy ông đâu. Tiếc rẻ gì 100 ngàn, thật không? Đúng không? Xem em like mất cua, nhắn tin bên Zalo cho em. Ai không thấy số em để số ở trên màn hình. 0563 525 387. Vô lớp của em là có em và nhiều bé khác like luôn nha mấy anh. Có cả like đơn, like đô, like trực đầy đủ cho anh em xem. Anh nào đăng ký nhắn tin bên Zalo cho em. Xem em like móc cua ra sữa, nhắn tin bên Zalo cho em. Ai không thấy số em để số ở dưới màn hình, hoặc là lắng nghe em đọc. Số của em 0563 525 387. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày, mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Có cả like đơn, like đô, like riêng cùng với nhau nhé. Anh nào đăng ký cứ nhắn tin qua bên Zalo em hướng dẫn. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày, có em và nhiều bé khác like. Có cả like đơn, like đô, like trịch. Em nhận tiền của anh Minh Tuấn rồi, của anh Nguyễn Thanh Sơn rồi, anh vui vui rồi. Em đọc tên anh nào là anh đã vô lớp của em rồi nhá. Đây, những anh vừa mới tham gia này mọi người thấy không? Người ta tham gia nó sẽ hiện như thế này nhá. Đây, lớp em like này mấy anh thấy không? Đấy, em chẳng nói láo mấy anh làm gì đâu. Tiếc gì 100 ngàn, chuyển 100 ngàn là vô lớp xem lò sướng luôn mấy ông ạ. Mỗi ngày là mỗi bé khác nhau like nhá. Ví dụ là hôm nay là em like, ngày mai là bé khác like, ngày kia là bé khác like. Mỗi ngày mỗi bé like. Đúng 12h15 em like trực tiếp ở bên Zalo. Anh nào đăng ký xem thì cứ nhắn tin bên Zalo cho em. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày, mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Có cả like đơn, like đô, like trịch đầy đủ cho anh em xem. Anh nào đăng ký nhắn tin bên Zalo cho em đi mấy anh ơi. 0563 525 387. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày, mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Anh nào đăng ký nhắn tin bên Zalo cho em. Anh chuyển tiền giờ em không. Anh Thuận ơi, anh chuyển tiền cho em bao giờ vậy anh? Gửi bill qua đây anh ơi. Gửi bill qua cho em lẹ lẹ anh ơi. Anh nào mà chuyển tiền gửi bill qua thì em mới cho vô lớp nha. Không chuyển tiền mà đòi gửi bill qua sao được. Xem em like móc cua, nhắn tin bên Zalo giúp em. Ai không thấy số. Cái bà mẹ nó. Từ mấy anh đợi em chút. Xem like trịch phải trả thêm đúng không? Dạ không anh ơi. Anh chỉ cần đóng phí 100 ngàn anh vô đang xem thoải mái luôn anh nhé.
Vô đó xem thoải mái luôn giúp em. Vô đó xem thoải mái luôn cho em. Ôi dồi ôi, ông cơm chuyển tiền cả một tuần. Ôi dồi ôi, tôi lại ông luôn ông ạ. Em vô Zalo coi anh chuyển chưa. Anh ơi, bill qua cho em. Em cho anh vô lớp. Còn anh không chuyển tiền gửi bill qua thì sao em biết anh là ai mà em cho anh vô lớp em được. Số của em 0563 0563 021 237 0563 021 237. Xem em like móc cua ra sữa. Nhắn tin bên. Em không nhận được nha anh Thuận ơi. Anh gửi cho con nào cho anh cứ gửi cho em đéo đâu. Anh gửi cho con nào cho anh cứ gửi cho em láo đâu. Xem em like móc cua. Nhắn tin bên Zalo giúp em. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày. Mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Có cả like đơn, like đô, like kịch đầy đủ cho anh em xem nhé. Anh nào đăng ký cứ nhắn tin bên Zalo cho em. Số của em 05. Dạ 100 ngàn thôi nha anh yêu ơi. 0563 021 237. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày. 100k xem 30 ngày, mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Có cả like đơn, like đô, like trực đầy đủ cho anh em xem. Anh nào đăng ký nhắn tin bên Zalo. Trời ơi, nay giá này chỉ là khách mới thôi nha anh ơi. Có 100 ngàn mà có nhiều ông còn than mắc đó anh ạ. Có 100 ngàn mà nhiều ông còn than mắc đó anh. Mệt luôn á. Xem em like móc cua ra sữa, nhắn tin bên Zalo cho em. Số của em 0563 021 237. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày. Mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Tất cả like đơn, like đô, like trực đầy đủ nhé. Anh nào đăng ký nhắn tin bên Zalo cho em. Ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi follow lại cho em. Ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi follow lại hết giúp em đi mấy anh ơi. Ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi follow lại cho em nhé. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày, mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Ủa em nghe anh ơi. Số của em 0563 021 237. Anh ơi em để cái Zalo ở trên cái Zalo kia mấy hôm qua chết. Hôm qua gọi điện video nhiều quá nó ấy mẹ nó rồi. Em để ở trên màn hình đó anh thấy không? Không phải bị chặn đâu, nó bị khóa. Anh nhắn tin qua Zalo mới cho em đi. Gớm, không có chuyển tiền cho tôi cúp đâu mà đó khóa ông nội. Anh nhắn tin qua Zalo mới cho em là được anh ơi. Xem em like móc cua ra sữa, nhắn tin bên Zalo giúp em. Ai không thấy số em để số ở trên màn hình. 0563 021 237. Anh nhắn tin qua Zalo này được không? Anh nhắn tin qua Zalo em để trên màn hình được không? 0563 021 237 đó. Anh nhắn tin qua số đó được không? Chuyển anh nhắn tin qua số đó được không anh ơi? Không em nó béo rồi sao? Mấy anh đợi em chút.
Thôi vô cái số này đi. Mát cái máy nó nóng quá. Anh đợi em chút nha. Cái số em để trên màn hình cũng không được hả? 0563021237 thì số mới á. Cái số này không được nhỉ? Từ để em coi coi sao nó không được ta. Ừ, đổi số mới. 56. Mà sao mấy anh không kết bạn được hả? Mấy anh không kết bạn được hay là sao? Mấy anh không kết bạn cho em được hay là sao? Để em biết đường. Mấy anh không kết bạn cho em được hả? Thôi mấy anh nhắn tin qua cái số này đi. 0338 0338 835096 0338 835096. Đấy. Ờ, quá rẻ luôn, mà anh không đăng ký nữa thì thôi em cũng chịu rồi. Số em bảo trên màn hình kìa mọi người. 0338 835096. Nhắn tin bên Zalo cho em, không cần kết bạn nhé. Tên Zalo là Baby là đúng nha mấy anh. Rồi nè, em nhận được tin nhắn rồi nè. 0338 835096. Xem live móc cua, nhắn tin bên Zalo cho em, không cần kết bạn. Ai không thấy số em để số ở trên màn hình. Ok, anh nhắn tin qua cho em. Anh thôi xem không thế này. Dạ thôi anh cút mẹ anh đi, anh lên xàm lồn quá. Nó đĩa có tiền mà vua xàm lồn quá. Anh ơi, anh chuyển khoản cho em, anh gửi bill qua cho em để em cho anh vô lớp luôn nha anh. Anh nhắn tin anh chuyển khoản qua cho em, gửi bill qua cho em để em cho anh vô lớp luôn. Xem em like móc cua, nhắn tin bên Zalo giúp em. Ai không thấy số em để số ở trên màn hình. 0563 525 387. Chuyển 100 vô lớp xem 30 ngày. Mỗi ngày sẽ có em và nhiều bé khác like. Ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi follow lại cho em nha mấy anh. Thôi sao lấy vậy ta. Ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi follow lại cho em. Ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi follow lại cho em nha mấy anh ơi. Ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi follow lại cho em nhé. Ờ, để em lo cái bị ập này đã. 0338 835096. Xem like móc cua, nhắn tin qua bên Zalo cho em. 0338 835096. Xem live móc cua, nhắn tin bên Zalo giúp em. Anh nào muốn xem live móc cua, nhắn tin bên Zalo giúp em nhé. Ai không thấy số em để số ở trên màn hình.
ai mới vô like ấn hết dấu cộng theo dõi, follow lại cho em từ từ đợi.